Chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Team UT. Hôm nay thì bọn mình đi ăn phở. Hàng quán đợt này Hà Nội thì đang đóng hết cửa hàng rồi. Sáng ra đi làm không biết ăn sáng ở đâu thì cũng thèm phở, đang mua phở ăn liền về để ăn. Đấy, bên đấy thì ta quay mất file, cho nên là tôi bóc xong phở rồi, cho nên là tôi bây giờ tôi quay tiếp nhá. Kiểu gì? Hôm nay giới thiệu lại cho các bạn xem hôm nay mình có phở gì em nhỉ? Những loại phở mà đang có mặt trên thị trường đang rất là phổ biến. Đầu tiên phở bò đấy, và tiếp theo có những các loại hãng khác như là ở đây mình có đệ nhất này, Chinsu này, Kokomi với cả Cung Đình. Có 6 loại phở và nó chỉ khác nhau ở cái là phở bò và phở gà. Thì tí chúng mình ăn thử xem mà nó khác nhau hai cái vị đấy như thế nào. Thôi tiện đang tay bóc rồi, mình bóc phở bò thì mình ăn phở bò thôi. Nhưng mà có gói thì bột súp. Cái này là gói tương ớt với cả gói dầu. Nhưng mà ngày xưa là em nhớ theo trí nhớ của em là hai cái gói này làm gì có nhỉ? Là 1963 hả em? Không, em lúc em 3 tuổi, em nhớ lúc em 3 tuổi mẹ em nấu cho em ăn này rồi. Cảm giác là ăn y như ở ngoài quán phở bò ấy, thiếu mỗi là miếng thịt thôi. Em nghĩ trường hợp này mẹ em mua một gói phở ăn liền và mẹ em mua một bát phở thật. Nhưng mà mẹ em rất là thương em, mẹ em đã lấy phở ăn liền ra cháo với cả phở thật để đổ vào bát cho em ăn để em được ăn bát phở thật. Còn mẹ em ăn bát phở ăn liền, mẹ em hy sinh vì em đấy, em nên về cảm ơn mẹ em đi. Bao la như biển thái bình giật sao. Em chưa nghĩ ra cái đấy bởi vì lúc đấy 3 tuổi. Bây đúng giờ rồi, 3 tuổi chưa hiểu đúng không? Được, khai sáng rồi. Bây giờ anh bóc đi em xem nào. Rồi đấy, nhìn không giống của mẹ em đúng không? Đây, không đây giống là cái bát mà ngày xưa mẹ em phải ăn đây này. Là nó có một gói bột súp, một gói tương ớt với cả một gói dầu đây này. Đây là cái mẹ em phải ăn đây này. Thơm mà. Ơ nhưng mà mình chưa được ăn phở này bao giờ các bạn. Thế á? Thế chưa, em bảo là mất tuổi thơ mà. 3 tuổi ấy, anh ăn gì? À 3 tuổi anh ăn đòn đấy mà. Ồ, mỡ khá đặc nha, không như mỡ của mấy loại mì. Dầu, người ta gọi là dầu ha. Đói quá, ủa, em thấy em ngửi mùi này sao? Đói nhỉ? Mình cảm giác như đang ngồi một quán phở. Bây giờ mình sẽ chuyển sang quán phở đệ nhất đi. Ui. À đây rồi. Tưởng nó không có gói súp thì hết cả hồn. Cái này được một cái cẩn thận. Là mình có thêm một cái lót ở dưới à, để làm gì? À, cho xương gà vào đi thì mình để ra ngoài này được đúng không? À, sao em nghĩ sâu xa thế nhỉ? Không biết nhà sản xuất có nghĩ thế không, nhưng mà nếu như có thì rất là cảm ơn nhà sản xuất. Không có cái bát này đi. Cho phở đây khéo vẫn ăn được. Không em, cái này không phải để ăn phở. Không anh. Cái này là để tích khoảng 1 triệu cái này xong rồi mình xây nhà ngoài sân. À, rồi. Nó là mình thấy khá thơm nha. Thơm hơn cái loại kia. Anh em ơi. Anh em để nhìn hai cái bột súp của hai cái loại này. Ủa? Nó giống nhau một cách. Không. Một loại là Ace Cook, một loại là Vi Phong. Chính thế là cái mùi nó cũng cực kỳ giống nhau. Tiếp theo mình sẽ đến Kokomi. Từ trước đến nay em chỉ biết Kokomi với là mì tôm thôi. Ồ. Trời ơi, người ta cắt đẹp như thế này cơ mà nhìn đi. Rồi, nó cũng có một cái đệm ở đấy. À, thế là mình sắp xây được nhà rồi đấy. Ừ, có hai gói cũng như vậy. Em nghĩ là cũng xây nhau. Alo, ba gói này gần như là rất giống nhau. Cái gói Kokomi thì mình thấy để ý là cái muối của nó nhiều. Nhìn nó muối nó nhiều hơn là một hai, đó là nhìn cái màu của nó đậm màu hơn. Nhưng mà hành lá rồi những cái viên nó rất là giống nhau. Rất là giống nhau, không biết mùi có giống không? Giống mà. Không. Không khác nha. Không biết mọi người có giống em không, nhưng mà khi mà em bóc mấy cái gói súp này em cảm thấy em muốn hắt xì cực ấy. Em mà hắt xì vào mặt ai thì người ta chịu nha. Ủa mình nhịn lâu lắm rồi đấy. Rồi bây giờ chúng mình sẽ bóc thử một gói cuối cùng của phở bò để xem nó có khác nhau không. Mà cái phở này hơi đặc biệt nha, có thịt thật đấy. Thịt thật. Thịt thật luôn. Mà nhìn cái bao bì của nó đã to hơn hẳn so với những gói khác rồi. Chung là bao bì của cái gói Chinsu này mình thấy là được nhất. Là được nhất. Thì như là đắt nhất đúng không? Đúng vậy đấy. Em nghĩ là nó kiểu cố gắng. Gói uy tín này. Rất nhiều thịt thật đây nha. Thịt thật. Túi thịt. Nhìn đầu gia vị này có vẻ phức tạp đấy. Khác chứ. Cái mùi của cái gói Chinsu này này khá là giống cái mùi bột súp của cái Kokomi. Còn cái đệ nhất này với cả cái Vi Phong này này thì lại ngửi khá là giống nhau. Được đấy. Dầu riêng luôn. Nước dầu mình thấy nó không bị sệt quá, màu nó cũng sẽ trong hơn. Em có muốn thử đánh giá bột súp không? Đánh giá thử. Quen rồi nha, là ngày xưa em chơi hả anh ấy? Không mà ngày xưa em mua bé.
mà sao nhiều thế này? 100 à? Thôi em xin. Ồ, công nhận là thịt miếng thịt to phết nhỉ. Nhưng mà thịt này anh thấy nó có phải thịt bò đâu. Thịt bò mà. Thịt này đứng im mà, thử chọc chọc xem nó có bò không. Bố mình nhịn nó lâu lắm rồi đi nhá. Cái mùi thịt này nó khá là giống thịt hộp mà mình hay ăn ở. Nhưng mà công nhận là nhìn nó quá là quyến rũ. Quyến rũ. Quyến rũ luôn. Đó, bây giờ thì cho nước vào thôi nhỉ. Ok. Bây giờ mình cho Thảo quay về tuổi thơ. À. Đốt đi. À, em bây giờ anh em nghĩ là em hãy thử lại cái này trong ngày xưa là em có cái vị đấy không? Ủa sao em nghịch là em nghịch cái sợi miến ấy, cái sợi mà nó kiểu cứng hơn ấy, anh hiểu không? À, cho để anh xuống mua. Mình không úp à? Ngày xưa người ta bảo là mì úp chứ người ta bảo phở úp. À ừ đúng rồi, người ta bảo phở ăn liền chứ người ta có bảo phở úp đâu. Thế là mình phải ăn liền chứ không làm sao là mình phải ăn. Thôi. Trước mắt là cái này với cái này là khác nhau này. Cái nào? Cái này là cái nào? Cái vi phong này với cái đệm nhất này là khác nhau này. Ờ vi phong và đệm nhất khác nhau. Cái mùi bột súp rất giống nhau nhưng mà lúc ra phở rất là khác. À thế là nhìn vậy mà không phải vậy. Đúng rồi. Cái mùi này em ngửi giống mùi cháo ấy. Cháo ăn liền ấy, thì hiểu sao? Đúng kiểu rồi. Như là cái bột súp nó kiểu na ná gia vị giống nhau ấy. Rồi, bát này là bát của Chisu. Thịt thật Chisu. Mình cảm thấy nó hơi cay một chút. Vị bò nó không có nào. Vị bò là mình phải ăn vào mình phải ăn biết được. Nốt đi anh, cái gói Cocomi. Nhưng mà nhìn màu có vẻ đậm nhất là cái màu nước dùng ấy. Mùi này nó cũng xem như cái mùi của vi phong không? Anh ngửi cho. Chưa. Anh chưa ngửi đi. Anh ấy đứng lên sau đây mà ngửi chứ. Ngửi nào. Cái này chả có mùi gì nhất này. Ờ đúng không? Cái mùi này anh không thích lắm này. Thế mùi này tạm vi phong anh thấy ngửi là hấp dẫn nhất. Rồi bây giờ thì ăn thôi nhỉ? Khán giả, các bạn mình có để ý là các bạn comment là mỗi người hãy dùng một cái bát để gắp đi nó lịch sự hơn thì nó mua cái cốc bạn ạ. Kiểu gì? Cứ phải tôi bán cho. Hơi mềm nhỉ? Ừ, phở nó phải cứng mới đốt được đúng không? Anh Trung ăn là phải cắt phở ra. Ờ. Đấy. Nhớ lấy thêm bò nhá. Dạ, vâng ạ. Xong. Rồi, xong. Cảm ơn anh, thế được. Tại sao cái miếng đầu tiên em vậy? Ngửi thấy mùi thịt hổ. Đúng. Dạ, chị gửi thấy mùi thịt hổ ạ. Mùi vẫn như vậy nhá. Vẫn là mùi hương vị ngày xưa không đổi. Sao chị ơi, mồm chị thế nào? Lú quá, ăn nhiều thịt hổ quá được nhỉ? Ngon như thế này mà bảo thịt hổ. Công nhận là lúc mình đói thì mình ăn này nó cảm giác nó ngon hơn gấp 2 lần. Và vị hơi mặn ấy, mình nghĩ là nếu các bạn ăn thì các bạn nên cho thêm nước một chút. Phở ăn liền này mình vẫn nghĩ là nó khá giống cái phở ngoài tiệm. Nó chỉ mặn hơn thôi. Phở to. Đó. Đây là cái sợi phở lỗi rồi đúng anh. Đúng rồi, sợi phở cắt lỗi nhưng mà ăn những cái sợi này ngon đúng hơn là những sợi bình thường đúng không? Lại thích hơn. Ăn được một bát phở. Em thề luôn. Rồi. Ăn này xong em phải hút hết nước. Thế đợt trước mà lúc mà Hà Nội có cái lệnh là cũng đóng cửa các cửa hàng quán như đợt này này. Tao vừa mới ngủ dậy xong. Ừ. Nhắn tin cho anh Tân bảo anh đang chuẩn bị đóng cửa hàng. Thế là tao phải phi ngay ở đấy. Vẫn đá ngay bát phở. Xong rồi ok. Anh đóng cửa đi. À thỏa mãn. Em nghĩ là cũng có vài người giống như anh ấy. Tiếp đó đến là mình sẽ ăn phở đệ nhất. Thấy cái màu nước dùng với ở cái sợi phở nó không khác gì cả. Không biết gia vị, hương vị như nào. Ăn nó có sự khác nhau rõ ràng luôn ấy. Dạ, thế ạ. Cái nước dùng ở bên này nó nhạt hơn so với ở bên vi phong. Dạ, thế ạ. Đúng là khác nhau là cái gia vị, cái nước dùng ấy. Dạ vâng ạ. Các bạn, mình không thích cái vị cay ở đây cho lắm. Nó không hòa quyện với cái phở lắm. Đó, anh cứ góp ý để bên em điều chỉnh anh ạ. Được. Bên em khách hàng là thượng đế. Khách hàng được. Gì cũng thích. Thiếu thịt bò. À, thiếu thịt bò ạ. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Cái phở nó hơi dị dị. Cái hậu vị của nó có một cái mùi gì đấy nó. Nó không phải mùi phở, nó cũng không hẳn là mùi cháo ăn liền. Em nghĩ là cái này nó nên có vị ở trong mì hơn thì tốt hơn là vị ở phở. Ừ, cái nước dùng nó không đặc sắc lắm. À, là cái gia vị nó khác nhau á. Đây này, nó có thêm cái này. Hồi quế. Ừ. Em cảm nhận chắc là nó có cái vị để khác á. Mùi này không phải mùi hồi hay mùi quế mà. Mùi phở. Kiểu mình chưa từng không. Ăn một cái vị như thế này bao giờ.
Rồi bây giờ chúng mình chuyển sang gói mà đặc biệt nhất. Có thịt và vị nó cũng, mình nghĩ là nó sẽ khác ba cái còn lại. Để em đếm xem trong này có bao nhiêu miếng thịt nhá. Ô, vừa hay này. Vừa hay á. Tuyệt vời, mọi người mỗi người một miếng thịt nha. 4 miếng luôn. Đấy, cái lát bò mình thấy nó có trong phở bò khá nhiều. Đây là chín đúng không? Chín. Vậy là cho em một bát phở chín thì nó sẽ có cái này. Cộng 10. À, 9 cộng 9. Ra phở 10 nhưng mà lại ăn phở chín. Cảm giác là cái nước dùng ở trong cái bát phở này nó được kiểu ngọt xương, ngọt thịt hơn ấy. Ui dạ thế ạ. Vâng. Và vị cay nó hợp lý. Cái cay nó vẫn đọng ở trong cổ nhưng mà nó không có quá khé. Và cái nước này ngon chứ. Cái cay này rất giống cái vị tương ớt ở ngoài hàng ấy. Ờ đúng rồi. Đúng không? Đúng, rất giống cái vị tương ớt để ăn phở ấy. Nó vừa phải. Đúng không? Nó vừa phải. Cho tất cả mọi người đều ăn được. Cô ăn giống phở thật phết. Ừ, ăn giống phở thật phết. Cái này thiếu quả chanh thôi nhá. Chanh vắt vào là ngon đấy. Em thấy thịt ăn rất là ok nhá, nó mềm ấy. Đúng rồi, đắt hơn hẳn nó có khác. Ngon nha. Ngon, cái này ngon các bạn. Tóm lại là nó giống phở ngoài hàng các bạn ạ. Nó phở ngoài hàng là 100% thì gói này nó có thể là từ 85-90% là giống được phở ngoài hàng. Tất nhiên là chúng ta sẽ không có sợi phở tươi nhưng mà vị nó rất là giống. Nếu các bạn nhớ cái vị phở bò ngoài thì mình nghĩ là đây cũng là một sự lựa chọn tốt. Đúng thử rồi. để thử. Thì mình ăn cũng hơi bị được ấy. Được, nó được giống được. Cái thịt hộp mà mình hay mua ở siêu thị ấy. Đó, mình nghĩ là cái gói phở chinsu này có thể là phần nào bù đắp được cái sự thèm thuồng. Đúng rồi. Thèm ăn phở. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với Cocombi. Nhưng mà ra là gói này thì em không quá đề cao cái nước dùng lắm. Dạ. Nó cứ trâu bùi nên là em không đề cao đúng không? Mình nghĩ là với giá như này thì nó chỉ là không ngon bằng các loại còn lại thôi. Nhưng mà ăn nó cũng hợp lý mà. Nhưng cái mà cảm giác có cái vị hơi cay đúng không? Mọi người có thấy cay không? Hơi cay cay. Nó mặn vừa đủ. Cái hậu vị của nó không đến nỗi. Nó có một cái mùi gì đấy hơi hơi giống cái mùi của cái gói đệ nhất này. Nhưng mà nó không quá nồng như là gói đệ nhất. Nhạt hơn Vi Phong thì khá là mặn. Vị nó khá là đậm. Phải đánh giá theo kiểu mà so sánh các loại phở với nhau thì phở thịt thật vẫn sẽ luôn luôn là ngon nhất, bởi vì nó có kiểu cái hương vị nó rất là giống so với phở bên ngoài hàng mình hay ăn đấy. Nhưng mà mình thấy cái vị của Vi Phong nó vẫn không làm mình quên được, mình ấn tượng hơn. Và cái vị mà mình không thích nhất là cái vị của Ace Cook, nó có một cái vị khác hẳn so với ba cái loại này luôn. Còn với ông chủ sao? Thấy chưa, tao là ông chủ. Nói chung là nhà hàng em thì cả bốn món này đều là chất lượng anh chị ạ. Nhưng mà theo như đánh giá của anh chị thì em thấy là cũng hợp lý. Thì thấy là chinsu thì là ngon nhất, cả về vị phở, về sợi phở, về thịt. Sau đấy là Vi Phong và Cocombi thì xếp ngang nhau. Mỗi một cái nó lại có một cái hương vị riêng. Ai thích ăn mặn hơn một chút thì chọn Vi Phong. Còn tệ nhất thì là đệ nhất. Sao lại đệ nhất lại là tệ nhất? Nhưng đâu ở thị trường nó chưa phải là tệ nhất thì sao? Đúng. Dạ vâng, thế thì anh chị đã dùng xong phở bò rồi ạ. Dẹp đồ em xin phép là chuyển phở bò đi. Em mời anh chị dùng hai bát phở gà bên em. Phở gà bên em là phở gà gọi là gà trọi hay là gà công nghiệp? Gà bên em là gà chăn bên Zalo anh ạ. Được, anh tưởng là gà gắn đi. Nhưng mà trước khi mà chuyển sang món phở gà thì em có một số đính chính sau khi là kế toán của bên em thông báo lại. Thì cái bát phở chinsu mà có thịt vào đấy thì bên em mà báo giá nhầm, không phải là mấy nghìn anh ạ, mà là 25.000, tức là gần tương đương với một bát phở 30-35.000 ở bên ngoài. Thế thì bỏ qua cái món phở bò, mình tiếp theo đến với món phở gà. Một gói là phở gà bình thường thôi, là của hãng Cung Đình nha. Còn một gói là phở gà tiếp tục là của Vi Phong, nhưng mà đây là phở gà thịt thật. Thì cho xin báo giá. Báo giá đúng không? Thịt thật thì tất nhiên là nó sẽ đắt hơn rồi. Có giá là 21.000. Đấy, còn gói này thì xương xưa cũng tầm 7-8 nghìn. Đây, chúng ta có vẫn là gói phở này. Đấy, ngoài ra thì ở đây mình có một gói nước cốt xương hầm. Nhìn có vẻ cũng chất lượng đấy. Chất lượng đấy. Một gói rau và tương ớt. Gá rõ mùi gà. Đúng không? Không lại gà. Mùi này là mùi nước phở gà thì đúng hơn. Nước dùng gà. Đúng rồi, nước dùng của phở gà. Wow, nó có một gói thịt thật đúng không? Đó là gói thịt thật. Wow. Ây chà. Em nhìn là nó là miếng ức anh ạ. Không biết là anh chị có thấy giống em không, nhưng em thấy là cái thịt gà ở trong cái bát phở này nhìn nó giống mấy miếng cá hồi hấp bị quắt lại. Cái mùi ở bên phở Cung Đình này nó rõ hơn, nó giống hơn này. Giống cái mùi phở gà mình. Đó, bây giờ mình ăn thôi. Em ăn thôi nhỉ? Dạ vâng ạ. Dạ vâng, thế em mời anh chị ạ.
cái nước dùng ở bên này nó giống cái gọi là canh bí ninh xương ấy. Chắc chắn đây không phải là vị phở gà. Thịt gà của nó lại hơi bã. Theo em thấy thì cái món phở này mặc dù là có thịt nhưng mà nó không được như phở bò. Nó không tệ, à nó vẫn ngon. Tức là nó vẫn là một cái bữa ăn ngon đấy, nhưng mình không gọi đây là phở, mình gọi nó là bánh đa cái gì đấy thì mình thấy sẽ là một cái món ăn ok, khá là ok, ăn được. Em bây giờ thích cái nước dùng ở đây nhá. Dạ, thế ạ. À, vâng. Tạo cảm giác là ăn phở gà đúng hơn đúng không? Đúng. Được chứ nhỉ? Được. Ngay ở cái màu nước dùng của cái phở cung đình này, nó đã đậm hơn và nó đã kiểu nhìn rất giống cái phở bình thường hơn là cái bên này. Bên phở Vi Phong đúng không? Cái nước súp ấy của hai loại này là hai loại nước súp khác nhau đúng không? Bên dạ. này là bột này. Dạ. Bên này là cái nước súp của nó là cái nước gà lúc nãy mình đổ ra ấy. Dạ. Nó không có bột thì cảm giác là nó sẽ có nhiều mỡ hơn là bên này. Dạ vâng đúng rồi đấy ạ. Ủa, chị tinh ý quá. Ước gì khách nào cũng được như chị. Nếu các bạn mà đi tìm một gói phở gà mà đúng vị gà thì cung đình sẽ là một sự lựa chọn. Vi Phong có vẻ thành công với cả phở bò hơn là với phở gà đúng không? Ừ, đúng rồi. Thì phở bò thì ban nãy thì bọn em đã có đánh giá rồi. Ừ, dạ. Còn phở gà thì đấy, đánh giá là phở cung đình mặc dù là rẻ hơn 1/3 thế nhưng mà lại ngon hơn cái đúng phở rồi. Có thịt thật. Ừ. Không phải là tiền đắt thì ngon đâu rồi. Từ đôi khi là tiền ít là cũng được hít là thơm đúng không? Mùi thơm phết đấy. Dạ vâng. Vâng, và ngày hôm nay thì bọn mình đã có một số thử hết tất cả các loại phở ăn liền từ phở bò đến phở gà. Và các bạn thì sao? Các bạn đã thử những loại nào trong các loại mà bọn mình đã review ngày hôm nay chưa? Hãy nhớ comment xuống bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Vi Phong top 1 các bạn nhé. Vi Phong. Thôi, thả chó đuổi khách đấy.